mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có in hình một cái nhân vật trong phim The Family Guy, đó chính là nhân vật Stewie Griffin. Và nhân vật này thì đang đạp trên một chiếc xe đạp rất là xinh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người đi tô màu cho cái nhân vật Stewie Griffin đang đi đạp xe đạp là của mình nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Một phim The Family Guy là một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng ấy. Mọi người nghĩ là ai cũng biết cái phim này ấy. Đây. Bây giờ mình sẽ tô màu cho cái nhân vật này. Đầu thì mình sẽ tô màu cam nha. Ok nha, phần mặt thì mình sẽ tô màu cam. Phần da này, phần đầu này thì phần khuôn mặt ấy mình thể tô màu cam. Mấy cái chị Ngân? Hai cái. Trời em ơi. Thế thì chị về sớm chị nấu cơm thì lúc đấy thì em lại nghỉ rồi. Phần tay thì mình sẽ tô vàng. Bây giờ chị vừa ổn lại cho em cóp luôn hả? Chị cóp xong chưa? Chị sắp ở khoảng 2% nữa thôi. Ok. Và chị cóp thì theo như lời em chỉ dẫn là chỉ có mình không cắt ấy thôi, cắt hẳn là những cái video luôn chứ không phải là trong tem. Phần khung xe đạp này mình sẽ tô màu vàng trước. Tiếp theo đến phần cái áo thì mình sẽ tô màu đỏ nha. Phần cái áo thì mình sẽ tô màu đỏ. Mình sẽ tô màu đỏ cho phần cái áo. Đây nhà phần áo này. Phần quần trống của cái áo thì mình sẽ tô màu hồng. Phần khung này mình tô màu hồng luôn nha. Đây phần cái bánh xe thì mình sẽ tô màu nâu nha. Đây là nhân vật sự Tuy Huy đang đạp xe nha mọi người. Chị nên tạo được cái thư mục ấy.
Được không? Trong cái ổ e thư mục của riêng mình ngày đấy ấy. Bây giờ em copy ngày 15 tháng 9 thì em sẽ tạo cái thư mục là Yến vẽ 15 tháng 9 này. Sau em copy vào cái ổ đấy thôi. Hiểu không? Đây nha mọi người, cái bánh xe thì mình sẽ tô màu xanh dương nha. Đây mọi người có thể tham khảo cách tô màu này của mình nha. Đây là mình đã tô màu xong cho nhân vật từ nhỏ, nhân vật trong phim The Family Guy tên là Stewie Griffin đang đạp xe nha mọi người. Mọi người hoàn toàn có thể tham khảo cái tô màu này của mình nha. Tô màu xong thì bức tranh của mình đã xinh hơn rất là nhiều ấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video tô màu hình ảnh cái nhân vật trong phim Family Guy là Stewie Griffin này đang đạp xe của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo. Và các bạn đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share cũng như là ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.